Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hưng Xe Hơi. Thì như anh chị đã biết, đây là một chiếc xe rất là quen thuộc, vì nó là một chiếc xe phân khúc xe hạng B và có doanh số bán rất là tốt kể từ khi ra mắt. Đó là chiếc Hyundai Accent phiên bản 2023. Đây là phiên bản đặc biệt màu đen. Thì trong video này em xin phép cập nhật đến quý anh chị chính sách giá của Accent thời điểm tháng 12 năm 2023, cũng chỉ hết tháng này là thuế trước bạ giảm 50% sẽ kết thúc. Và chiếc Hyundai Accent này thì với cái mức ưu đãi 50% thuế thì sẽ được hưởng, riêng phần thuế đã rơi vào khoảng gần 30 triệu, thưa quý anh chị. Phiên bản đặc biệt này thì Accent có mức giá niêm yết là 545 triệu, hiện tại chính sách giá tại Hyundai Bắc Ninh thì rơi vào khoảng 505 đến 507 triệu. Màu đen thì bọn em sẽ bán với mức giá rất là tốt, nó rơi vào khoảng 505-506 triệu. Phụ kiện tặng kèm cho quý khách hàng đó là phim cách nhiệt, dán tất cả các kính, bảo hành 10 năm, trải sàn da, bọc vô lăng da và ví da. Lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh lân cận của Accent thì vào khoảng 540 triệu. Mua thêm bảo hiểm thân vỏ rơi tầm 7-7,5 triệu nữa. Với mức hỗ trợ trả góp tối đa 80% giá trị xe, thời gian trả góp tối đa là 8 năm. Thì quý khách hàng và quý anh chị chỉ cần thuê có trên 100 triệu một chút là có thể sử dụng chiếc xe này rồi. Phiên bản tiêu chuẩn là thì sẽ có trang bị ít option hơn và có mức giá bán cũng rất là tốt. Thời điểm hiện tại thì bản tiêu chuẩn chào bán với mức giá là 471 triệu và lăn bánh tại thị trường tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó vào khoảng là 501-502 triệu, thêm bảo hiểm tầm 7 triệu nữa là khoảng 509 triệu. Phụ kiện tặng kèm cũng như bản đặc biệt ạ. Các cái công nghệ nổi bật của Accent thì em có thể kể đến cho anh chị, như là hệ thống đèn. Đây là đèn cụm đèn chiếu gần và chiếu xa, trung bóng, kiểu chiếu qua hệ thống bóng chiếu projector. Có đèn hỗ trợ chiếu góc, hỗ trợ vào cua này, rồi thì có lưới tản nhiệt, mạ chrome khói sang trọng và có cản trước cũng là mạ chrome khói sang trọng. Đèn gầm thì tích hợp đèn halogen kiểu chiếu qua bóng projector. Cả hai phiên bản thì đều được trang bị đèn nổ từ xa. La răng của bản đặc biệt thì là la răng 10 em xem nào, đây là la răng 16 inch, còn bản tiêu chuẩn thì là la răng 15 inch. Tất cả các phanh của xe, phanh bốn bánh đều là phanh đĩa. Đó. Gương trọng ngoài của xe là tích hợp xi nhan, có tích hợp tính năng đó là chỉnh điện và gập điện. Tay nắm cửa mạ chrome. Và phần nội thất thì bản đặc biệt thì đã được trang bị ghế da kèm vô lăng bọc da. Trên chiếc vô lăng này thì sẽ có tích hợp các cái công nghệ như ga tự động cruise control là hơn bản tiêu chuẩn. Rồi thì hệ thống gương chống chói tự động, gương chiếu trong chống chói tự động và điều hòa tự động thì cũng được trang bị vượt trội hơn, cửa sổ trời trang bị vượt trội hơn. Và hệ thống túi khí của xe thì là hệ thống 6 túi khí, bản tiêu chuẩn thì được trang bị có 2 túi khí thôi. 6 túi khí có thể kể đến đây cho quý anh chị là hệ thống túi khí người lái này, túi khí bên phụ này, túi khí hông, 2 túi khí hông và 2 túi khí rèm. Bản đồ của em xin lỗi, màn hình đa thông tin của xe giải trí trung tâm là được tích hợp là màn hình 8 inch, có tích hợp các cái công nghệ như là kết nối Apple CarPlay, Android Auto, kết nối Bluetooth, kết nối FM AM, rồi có bản đồ Navitel định vị do Hyundai phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Đèn của xe thì cả hai phiên bản đều được trang bị hệ thống đèn tự động và gạt mưa tự động. Cái khoảng cách mà đèn nổ từ xa cho hai chiếc xe này rơi vào khoảng bán kính 25-30 mét. Đến phần hàng ghế thứ hai thì Accent có một cái hàng ghế thứ hai cũng gọi là tương đối rộng. Và đặc biệt hơn thì khi ngồi hàng ghế thứ hai sẽ có tích hợp cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai kèm cổng sạc để có thể sử dụng được các thiết bị điện tử phục vụ cho việc giải trí và học hành. Hàng ghế thứ hai của Accent thì với độ ngả lưng ghế tốt, ghế rất là êm và cửa đóng của Accent cũng rất là chắc chắn. Anh chị có thể thấy đóng cửa rất là chắc chắn. Đó là những cái ưu điểm vượt trội so với ví dụ Toyota Vios thì sẽ là đóng cửa chắc chắn, cửa gió điều hòa ghế sau.
rồi hệ thống cửa sổ chơi, đèn chiếu góc, đèn ủ từ xa. Phần đuôi xe thì được tích hợp đó là cụm đèn hậu dạng LED và có tích hợp camera hành trình, là camera lùi hồng ngoại hỗ trợ nhìn đêm, và có 4 cảm biến của cả hai phiên bản tự động thì giúp cho quý anh chị lùi đỗ xe và ghép ngang ghép dọc. Lốp dự phòng thì là cùng với cả lốp chính luôn. Accent cũng có một cái hệ thống cốp rất là rộng. Cả hai phiên bản tự động thì Accent đều được tích hợp cốp mở bằng chìa khóa thông minh. Thì khi mà anh chị đi về phía đằng sau dừng lại khoảng chừng độ 3 giây, nó cái đèn sẽ nhấp nháy 3 lần thì cái cốp đằng sau sẽ tự động mở. Thưa quý anh chị, thì Accent sẽ có những cái màu sẵn giao như là màu đen, màu đỏ, màu trắng, màu vàng cát. Thì quý anh chị xin vui lòng liên hệ số điện thoại để em có thể nắm rõ được hơn về nhu cầu và tư vấn chuẩn hơn về giá cũng như là khuyến mại tốt nhất để quý anh chị có thể sử dụng xe thời điểm tháng 12 cũng như là thời điểm cận kề dịp Tết Nguyên Đán. Channel Hùng Xe Hơi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn và hẹn lại quý anh chị trong những video tiếp theo.